Kiếm tông đứng đầu chính đạo, Vân Linh Quốc. Bên đó chính là tông môn của ngươi ư? Thật là hoành tráng. Vậy mà lại là một ngọn núi lơ lửng. Phim truyền hình không lừa dối tôi, truyền hình. Vậy có phải bây giờ chúng ta sẽ lên núi? Muốn bái sư có cần phải mang chút quà không? Tay không mà đến thì không thích hợp lắm chứ. Những bậc thầy kiếm thuật đó có thích ăn rau cải không? Tôi thấy bên kia người ta trồng không ít, nghĩ cách muốn lấy chút, họ chắc hẳn sẽ không tức giận đâu. Lý Huynh không cần khách khí như thế, hôm qua Lý Huynh đã cùng ta tiêu diệt bọn buôn lậu hoạn quan. Ta đã ghi vào sổ công trạng, đến lúc khảo hạch đệ tử, giám khảo tự nhiên sẽ đánh giá cao người. Sổ công trạng, khảo hạch đệ tử. Kiếm tông ta chính là môn phái đứng đầu chính đạo, muốn bái sư tu hành đương nhiên phải thông qua khảo hạch, không phải ai cũng có thể gia nhập làm môn hạ của kiếm tông ta. Nhớ lúc trước khi A Tân ta khảo hạch nhưng sổ công trạng ở đâu? Kiếm tông sẽ thưởng tiền chứ. Tên này hoàn toàn không để ý chuyện khảo hạch sao? chắc chắn sẽ thưởng tiền nhưng khi an huynh thật sự không quan tâm khảo hạch sao rất khó có gì khó khăn tôi là thiên tuyển chi tử không làm khó được tôi đâu ta chưa bao giờ nghe qua người xuyên việt không vượt qua sơ thẩm hiệp trợ tư diệt đội buôn lậu chén giết tà tu trúc cơ nhị giai thưởng 10 lượng bạc tốt quá 10 lượng bạc tôi được phú bà bao nuôi 3 năm cũng không có nhiều đến vậy một năm ba lượng bạc hầu hạ ta làm hay không Kỷ An huynh, nhân vật như người lẽ nào còn thiếu tiền bạc hay sao? Ý gì vậy? Trông tôi giống con trai của Phú Hào lưu lạc trong nhân gian à? Con dao găm mà Kỷ An huynh tặng cho ta đã đạt đến trình độ pháp khí thô chế, nếu đặt ngoài thị trường thì không dưới 100 linh thạch, Kỷ An huynh tại sao lại thiếu tiền được? 100 linh thạch, linh thạch giá trị hơn tiền không? Còn có cái gì pháp khí thô chế, ngươi có thể nói rõ một chút không? Đúng rồi, ta vẫn không biết cấp bậc bảo vật tại thế giới này, Trước tiên phải biết rõ ràng những thứ ta mang ra từ không gian bên ngoài là cấp bậc gì. Ký An huynh thậm chí còn không biết những kiến thức cơ bản này sao? Hiện nay người tu hành ước định chia bảo vật thành 5 loại: phàm thiết, pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí. Mỗi loại lại chia thành 3 cấp: thô chế, tinh chế, cao cấp. Thô chế là kém cỏi nhất, cao cấp là đắt tiền nhất. Một khối linh thạch ước chừng 10 lượng bạc. Vậy thì cấp bậc của pháp khí cũng không cao. Loại quy ước này vẫn rất lạc hậu giống như game RPG, pháp khí chẳng qua là lục trang, không phải là khắp nơi đều có thể thấy được, đến chó cũng không mặc sao. Ta mặc dù là đệ tử kiếm tông, nhưng thanh pháp kiếm trong tay cũng chỉ là phàm thích cao cấp, giá trị 100 lượng bạc thôi. Lúc trước khi rèn nó, ta đã hơi vội vàng. Còn pháp khí là mơ ước của biết bao đệ tử. Ngươi chắc chắn chứ, ta cứ cảm thấy dường như ngươi đang lừa ta. Nói đi, ngươi có phải đang lừa gạt 10 lượng bạc của ta đúng không? Nếu ký an huynh không tin, vậy ta sẽ cho huynh thấy, Khác biệt giữa pháp khí và phàm thiết Đi Tốt Nói xuyên thủng đá là xuyên thủng đá Cắm chắc chắn Giờ muốn rút ra cũng không ra được Thế thôi hả Kỹ an huynh Ngươi nhìn kỹ rồi chứ Hả qua wow, Ngươi tăng thêm lực rồi Không Cả hai lần lực đều như nhau đây chính là khác nhau giữa phàm thiết và pháp khí cho dù kiếm kia là phàm thiết cấp cao cho dù dao găm chỉ là pháp khí thô chế nhưng uy lực lại khác nhau một trời một vực xem ra con dao găm đó thực sự rất đáng giá đó là đương nhiên ký an huynh bảo vật ngươi tặng ta tất nhiên là không nhỏ mọn vậy ta không tặng nữa ta phải thu hồi ha 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 ký an huynh đã tặng ta làm gì có đạo lý lấy lại ngươi đứng lại cho ta trước tiên ngươi trả lại ta, lần sau ta tặng ngươi thứ tốt hơn. Không, ta cảm thấy con dao găm này là quá tốt rồi. Một lát sau. Tiểu tử, ta chạy không bằng ngươi. Đợi ký An Huynh gia nhập tông môn, tự nhiên cũng có thể thân nhẹ như không giống ta. Được, gia nhập, trước tiên ta gia nhập tông môn, sau đó mau lên, mau lên, sắp bắt đầu rồi. Này, Huynh đệ, cẩn thận chút. Hà! Tại sao đột nhiên đến nhiều người vậy? Là đi họp chợ sao? bọn họ đang xếp hàng để tiếp nhận khảo hạch nhập tông của tông môn. À, cái gì, khảo hạch nhập môn? Nhiều người thế này. Và đây là nội dung chuyện khoa học tu tiên, đạo pháp đăng thiên, chương 5. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, các bạn hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình.